kết nối tri thức. Quý thính giả và các bạn thân mến, tác giả Kỷ Vũ là một giảng viên huấn luyện và bồi dưỡng cố vấn tâm lý cấp quốc gia, chủ biên của tài liệu đào tạo và sát hạch cố vấn tâm lý cấp quốc gia. Ông còn là một bác sĩ tâm lý học trong quân đội, một bác sĩ tâm lý giàu kinh nghiệm, nhà nghiên cứu tâm lý học hành vi. Có sở trường vận dụng sự quan sát tỉ mỉ và độc đáo để tiến hành phân tích, khám phá những bí mật ẩn giấu trong những đầu mối, phi ngôn ngữ, đi sâu vào tâm hồn của con người. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Tuyết Vân sẽ giới thiệu đến quý thính giả một trong những tác phẩm của tác giả Kỷ Vũ, đó là cuốn sách Thông điệp từ những biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể. Sách do nhà xuất bản Thanh niên ấn hành năm 2019. Cuốn sách này sẽ giúp cho các bạn cách đọc vị hành vi của người khác để thông qua những hành động, thói quen dù là nhỏ nhất của đối phương, chúng ta cũng có thể biết được họ đang thực sự nghĩ gì, muốn gì. Đồng thời sẽ đem đến cho độc giả những kiến thức cần thiết nhất, chi tiết và tỉ mỉ nhất về các biến đổi tâm lý nhỏ bé, giúp bạn hiểu được bản thân và những người xung quanh, từ đó điều chỉnh tâm lý, hành vi của mình để cuộc sống tốt đẹp hơn. Quý thính giả và các bạn thân mến, cảm xúc là những biểu hiện chân thật trong nội tâm. Loại thể nghiệm này sẽ kích thích khuôn mặt, nảy sinh ra những biểu cảm tương ứng. Hiện nay, các nhà thần kinh học cũng đang dùng các phương pháp có chứng minh thực tế để nghiên cứu cơ chế thần kinh của sự nảy sinh cảm xúc và biểu cảm. Khả năng tư duy mạnh mẽ giúp con người không ngừng phát minh, sáng tạo để cải thiện môi trường sống. Điểm rõ ràng nhất chính là bộ não quyền năng của con người đã sáng tạo ra hệ thống ngôn ngữ phức tạp và năng lực biểu đạt ngôn ngữ. Khả năng kiểm soát lời nói của con người cực kỳ mạnh, có thể nghĩ và nói khác nhau. Một người rõ ràng trong lòng rất không vui, miệng thì lại có thể nói bản thân đang rất ổn. Tính linh hoạt của hoạt động ngôn ngữ này là kết quả của sự điều khiển tư duy. Ngôn từ thực sự có tính ngụy trang rất cao. Nếu một người không nói thật thì chúng ta khó để tìm ra ý nghĩa đích thực đằng sau lời nói của họ. Một người có khả năng biểu đạt và năng lực tư duy mạnh mẽ thì có thể nói đen thành trắng, thay đổi mọi chuyện. Sự khống chế của con người đối với nét mặt là nửa tùy ý. Bằng một cách có ý thức, họ có thể tạo ra hoặc che giấu các kiểu biểu cảm. Thế nhưng không một ai có thể tạo ra một vi biểu cảm hoàn hảo của bản thân. Vẻ mặt có thể ngụy trang, nhưng biểu cảm thì không thể. Thời gian kéo dài của vi biểu cảm rất ngắn, chỉ trong một khoảnh khắc. Điều mà vi biểu cảm biểu đạt chính là tình cảm chân thật bị ẩn giấu hoặc bị kìm nén trong con người. Mặc dù tốc độ xuất hiện của vi biểu cảm cực nhanh, nhưng loại biểu cảm thoáng qua này không hề yếu ớt. Việc rèn luyện biểu cảm của bản thân có một ý nghĩa nhất định là tự làm đẹp cho mình. Ở chương 3 của cuốn sách Thông điệp từ những biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể, tác giả đã nói về việc làm sao để tập luyện nụ cười hoàn hảo. Ngoài việc luyện tập biểu cảm, phương pháp cơ bản để cải thiện biểu cảm là bởi sự nuôi dưỡng cảm xúc tốt. Diện mạo là từ tâm mà sinh ra. Khi tâm trạng mình vui vẻ, biểu cảm của chúng ta sẽ tự nhiên tỏa ra sức hút. Cảm xúc là những thể nghiệm chân thật trong nội tâm, không thể làm giả được. Loại thể nghiệm này sẽ kích thích khuôn mặt nảy sinh ra những biểu cảm tương ứng. Con người nếu muốn tạo ra biểu cảm giả, điều tất yếu trước tiên là ý thức được cảm xúc chân thật của họ có chỗ nào bất ổn. Tiếp theo, kiềm chế nó, sau đó tạo ra vẻ mặt không thật. Chính trong quá trình này, con người đã dồn hết sự chú ý vào cảm xúc chân thật. Kết quả là biểu cảm thể hiện cảm xúc thật liền xuất hiện. Chỉ có điều, biểu cảm chân thật này lại nhanh chóng bị thay thế bởi vẻ mặt không chân thật, có ý thức của bộ não. Tất nhiên là điều này cũng chỉ là cơ chế phát sinh biểu cảm do tác giả suy luận ra từ góc độ lý luận giả thuyết. Hiện nay, các nhà thần kinh học cũng đang dùng các phương pháp có chứng minh thực tế để nghiên cứu cơ chế thần kinh của sự nảy sinh cảm xúc và biểu cảm. Cho đến hiện tại, các nhà khoa học vẫn chưa đưa ra được một kết luận thống nhất về cơ chế thần kinh của việc phát sinh biểu cảm. Cho dù cơ chế phát sinh ra biểu cảm là gì đi chăng nữa, thì chúng ta cũng nên tổng kết ra một bộ phương pháp phân tích biểu cảm vừa thực dụng vừa hữu hiệu. Tâm lý về nhu cầu là cơ sở của hành vi con người, cũng là ngọn nguồn nảy sinh cảm xúc. Con người có rất nhiều loại nhu cầu. Khi đói thì có nhu cầu ăn, khi khát thì có nhu cầu uống nước.
khi mệt có nhu cầu nghỉ ngơi. Nhu cầu là trạng thái bất cân bằng trong tâm sinh lý của con người, thể hiện ra là những mong muốn đối với bản thân hoặc người khác. Nhu cầu của mỗi người có những phần giống nhau và cũng có những phần khác nhau. Tóm lại là nhu cầu của con người rất đa dạng, đồng thời luôn thay đổi. Các nhu cầu của con người đều có hai mặt cực đoan. Ở hai đầu của trạng thái cực đoan đều không ổn định. Người ta vẫn nói, vật cực tất phản. Nếu một người ở lâu trong một thái cực này thì sẽ có khả năng chuyển sang một thái cực khác. Nhà tâm lý học Sigmund Freud chia hoạt động tâm lý của con người thành hai bộ phận là tiềm thức và ý thức. Ý thức là hoạt động tâm lý mà con người có thể nhận biết được, còn trong tiềm thức thì bao hàm sự xúc động bản năng và các ham muốn bị kìm nén. Sigmund Freud còn phân chia nhân cách của con người thành ba lớp, đó là bản ngã, tự ngã và siêu ngã. Bản ngã theo đuổi niềm vui bản năng sinh vật, siêu ngã là sức mạnh đạo đức và lương tâm trong nhân cách của con người. Tự ngã là căn cứ vào tình hình thực tế để điều chỉnh bản ngã và siêu ngã. Khi bản ngã, tự ngã và siêu ngã cân bằng, thì tính cách sẽ lành mạnh và ít bị xung đột. Ngược lại thì con người sẽ phải trải qua cảm giác lo lắng, nảy sinh xung đột trong tâm lý. Quý thính giả và các bạn có thể tìm đọc cuốn sách Thông điệp từ những biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và quý vị đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh phối hợp cùng Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh lúc 8 giờ 10 phút và 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, YouTube Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày. Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.